Alo Đạt ơi, anh chữa cho em cái bài này thêm một lần nữa nhá. Cái bài này thì anh vẫn thấy nó tức là nó vẫn chưa ổn đấy, thì anh chữa một lần nữa cho em kỹ. Anh vừa xem qua thì anh thấy cái khung của em nó tạo nó không giống như của anh cho nên là nó em đang gặp một số khó khăn đúng không? Đây này, thứ nhất là cái khung của em tạo em đang sử dụng một cái khung có kích thước là 594, tức là cái khổ A2, khổ A2 thì em có thể có nhiều đất hơn. Với tỷ lệ 150 thì rõ ràng là em có một cái khoảng rộng lớn hơn rất là nhiều Nhưng mà em không nhất thiết em phải làm giống như cái mà anh đã hướng dẫn Giả sử như trong trường hợp em chọn một khổ giấy khác rồi Thì rõ ràng là em không cần thiết phải chọn một cái khổ một cái tỷ lệ là 150 Bởi vì là cái cái phần khổ giấy này nó sẽ to hơn khi in ra Cho nên là em có thể chọn một cái tỷ lệ nó tốt hơn nhá Đấy, ví dụ như trong này kể cả em chọn là 150 nếu mà anh check ấy, thì đây là 50 nhưng mà cái tỷ lệ của em Anh không hiểu tại sao nó lại là 110. Đấy. Thì cái này nó cũng phải 50. Đúng không? Nó cũng phải 50 tương đồng với cái phần khung này. Em sẽ hiểu như này này, khung 50 này, dim 50 này nhá. Cái phần block chứa tech này 50 này, ở trong này còn một block của cốt sàn nữa cũng 50. Tức là các block này các block mà chứa tech này này nó sẽ đồng thời giống tương ứng với cái 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 phần skill uh, scale của khung tên này em sử dụng đấy thì những thằng đấy là em phải nhớ mà thật ra là thật ra không cần phải nhớ mà nó quá dễ luôn cứ thằng này 50 thì tất cả những thằng trong này em sử dụng nó là 50 chỉ có duy nhất cái 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 phần hình vẽ này của mình mình để một một đúng không còn lại tất cả những thằng khác thì mình cứ thế mình làm ví dụ như là cái phần hai ba bốn này thì mình cứ nhân 50 lên là nó ra thôi nó rất là dễ đấy Thế thì bây giờ trong một cái khổ giấy như thế này thì rõ ràng anh không cần phải làm một cái tỷ lệ nó bé thế. Anh sẽ làm một cái tỷ lệ nó như thế này này. Đấy ví dụ nhá, anh có thể chọn cái khổ giấy này ở tỷ lệ là 35. 35 nó to hơn rất nhiều so với tỷ lệ 50. Nó gần bằng một nửa cơ mà. Đúng không? Đấy thì những cái phần này mình kéo nó vào. Rồi tiếp tục. Tất cả những cái phần dim này em có thể chọn để em chuyển nó về đúng 35. Mình đã làm thì nó phải tương đồng với nhau. Đây này. Đấy thì anh đơn giản là anh chuyển nó về với 35 Và khi mình trình bày những cái phần này á Đây thì mình kéo nó về Bây giờ mình đã Chỉnh nó rồi thì kéo nó về Các cái phần này em thêm cái thức phủ bì vào cho nó đẹp Nhá Ở đây thì ví dụ anh chuyển đến 5 này Đánh dim scale sau đó đánh 35 Nó đơn giản lắm Cái này thì đâu có gì mà phải nghĩ Mà anh thấy em có vẻ khó khăn thế nhỉ Đấy thì tất cả những thằng này Đấy chuyển về nhá Và cố gắng để gọn gàng Khoảng cách giữa lớp dim đầu tiên với cái đối tượng dim thì khoảng một lần chiếu cao chữ. Vậy là nó ổn rồi. Không cần phải để xa hẳn ra ngoài làm gì cả. Em càng làm gọn gàng bản vẽ càng tốt. Không phải để xa ra làm gì. Nhá. Đấy. Dụ này. Thì các cái đối tượng này thì em cũng để cho nó có một cái... Uh... Đây. Mình cứ để khoảng 5 xem nào. 5 thì lớn quá đúng không? Chấm 5 luôn. Đấy. Thì cái khoảng này thôi. Chấm 3 nhá tầm này rồi tất cả các đối tượng này của em nó sẽ là của đây này chỗ này còn thừa nét đây này đấy anh chọn như thế này rồi mà nó cũng thừa nét thấy chưa tại sao nó lại thừa một cái nét ở đấy đấy nha tất cả block đối tượng này anh sẽ chọn về 35 đấy, trong trường hợp mà em đang làm cái block này lấy điểm chèn ở giữa thì nó không bị xê dịch gì đúng không nó rất là ổn được chưa rồi bây giờ đến cái phần tách này cái phần tích này thì bây giờ mình phải phải lựa thôi 35 đúng không? 35 đây nhân 3 thì khoảng 105. Đấy, mình chỉnh lại. Đây, chỉnh lại. 105. Cái này lấy theo tích ghi chú của em thì nó là 70. Đấy, cái này lấy theo tích. Đấy, cái đối tượng này lấy theo tích của 35 đúng không? Là 140. Đấy, đơn giản thế thôi. Và tốt nhất là những cái đối tượng này này, em không nên dùng mờ tech dùng đế tech thôi x nó ra là thành đế tech này đấy và lấy căn lề giữa thì khi mà em sử dụng ấy nó sẽ tốt hơn ví dụ như đối tượng này nếu mà căn lề giữa này em sẽ thấy được là khi mình đặt ở giữa ấy, mình đánh nó sẽ tràn sang hai bên mà không bao giờ nó bị bị mất đi cái cái phần cân đối của mình cả và những cái đối tượng này sau khi em dim xong thì em có thể kéo nó xuống đấy vừa cái tầm mắt của mình nhìn như này và cố gắng là để nó ở giữa cái khung tên đấy nhìn nó đẹp đẽ như này luôn, chặt hình in ra rõ ràng, rành mạch, được chưa? đấy thì khi cái này anh chữa cho em một lần nữa cho nó kỹ hẳn luôn, các cái vị trí mà thiếu như thế này thì em nên bù vào cho anh, nhá bù vào. và tất nhiên là cái đường nét của nó phải đúng, đúng cái layer mà em sử dụng cho cái phần đối tượng đấy, nha. bây giờ sẽ thử tắt các đối tượng này, đấy, bây giờ tốt rồi này, đấy, nhá đấy, các cái phần này, tắt. em có thể kiểm tra bằng cách giống như của anh, tắt từng nét một để mình xem là các cái phần này mình làm nó có ổn không có tắt được không sau này mình thao tác mình sẽ thao tác như thế mà đúng không đấy ngon lành cho mỗi em một cái phần như này nhá chỉnh lại bởi vì em đang không dùng khổ a 2 nhưng mà thông thường ấy nhớ này mình nên tạo một khổ a 3 một khổ a 4 hai cái khổ a 3 và a 4 sẽ dùng nhiều hơn khổ a 2 này nhưng mà nếu mà em làm đồ án thì những cái khổ a 2 này thì em sẽ dùng nhiều hơn nhưng mà làm đồ án thì nó sẽ có ở cái phần sau khi mà em dùng layout ấy thì thằng đồ án của em dàn trang ở trên khổ A1 nó cũng vẫn hay hơn rất nhiều so với cái một cái phần tỷ lệ model này nhưng mà anh sẽ giới thiệu toàn bộ cho bọn em để bọn em có thể hình dung được nhá